chiếc lá đang rơi xuống. Lúc này mọi người sẽ làm gì? Cô định bỏ đi, chiếc lá rơi xuống như thiên nhiên đang mách bảo sự đà vỗ mệt mỏi của chiếc lá cũng như tưởng chừng như vô tính, nhưng lại làm hại đến thiên nhiên. Qua bộ trang phục này, chúng em muốn hướng tới tiếng gọi của thiên nhiên, vì tương lai sẽ sống còn mãi cho nhân loại. Đừng để thiên nhiên nổi giận. Và chính là những loại giấy đơn giản như giấy nhan, giấy báo và các loại này. Đây là những vật liệu dễ phân hủy, khá là dễ sử dụng. Mỗi năm có hàng tấn rác thải ni lông được thải ra môi trường, mang đến thiên nhiên chúng ta thích điều này một chút nào. Ni lông và giấy báo là tấn công chất rất khó. Tốt đẹp hơn cho chúng ta và những người xung quanh. Vì vậy ngay từ bây giờ chúng ta hãy chung tay đền ơn môi trường.